Ngày 24 tháng 1, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết, vào ngày 18 tháng 1, bà NTN sinh năm 1960 ở quận Tây Hồ có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Khi đó, người tự xưng nói bà N có liên quan đến vụ rửa tiền và buôn bán ma túy. Để phục vụ điều tra, đối tượng yêu cầu bà phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan. Do lo sợ nên bà N đã chuyển 4,5 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó bà N biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Công an quận Tây Hồ cho biết, mặc dù thời gian qua đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng. Từ những vụ việc nêu trên, công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn nêu trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi gói công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất cũng liên quan đến việc giả danh lực lượng công an để lừa đảo. Ngày 21 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Chu Viết Thông sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào khoảng cuối tháng 12 năm 2023, Chu Viết Thông nhiều lần điện thoại liên lạc với ông Quy DC, sinh năm 1974, ngụ tại Đinh Thuận, tự xưng là cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án của con ruột ông C có dù ông C bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11 khởi tố bắt tạm giam. Thông cho biết có thể lo cho con ông C được tại ngoại không bị tạm giam để tạo lòng tin với ông C, Thông đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả. Tin lời Thông, ông C đồng ý gặp và nhiều lần chuyển khoản cho Chu Viết Thông. Thông sử dụng số tài khoản của một người khác để nhận tiền của ông C với số tiền hơn 70 triệu đồng. Sau đó Thông tắt điện thoại, cắt liên lạc với ông C. Nghi ngờ bị lừa nên ông C đã đến công an quận 11 để trình báo. Nhận được tin báo, ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo công an quận 11 phối hợp với phòng cảnh sát hình sự PC02 cùng các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét xác minh, bắt đối tượng có hành vi giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Chu Viết Thông, đối tượng có 3 tiền án cùng với tội danh này. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11 đã phối hợp với công an thành phố Hà Nội bắt giữ Chu Viết Thông và di lý về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Theo thông tư 01 ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Bộ Công an, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 nêu rõ: Nghiêm cấm điều tra viên gọi điện thoại hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời. Chính vì vậy, người dân cần đây có cảnh giác khi nhận được cuộc gọi điện thoại tự xưng là cán bộ công an có tính chất đe dọa, tuyệt đối không làm theo dẫn dụ của đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Ngày 24 tháng 1, lãnh đạo công an huyện Thanh Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, Đơn vị đang xác minh thông tin người phụ nữ tố bị trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ ép nộp phạt 50 triệu đồng vì gửi ảnh bữa cơm không đảm bảo chất lượng tới phụ huynh. Trước đó trong một bài đăng trên Facebook, tài khoản có tên Hoa Sen cho biết tên là Vũ Thị Sen sinh năm 1978 tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, bị chất độc da cam do di truyền từ bố là thương binh. Bà Sen đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn, cơ sở Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đây là trung tâm chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ bị tăng động, tự kỷ, trẻ bị bệnh đau, chậm phát triển. Tuy nhiên trong thời gian làm việc tại đây, bà Sen chứng kiến những bữa ăn của các cháu không đầy đủ chất lượng so với số tiền gần 6 triệu đồng một tháng mà gia đình các cháu phải đóng cho trung tâm. Theo nội dung bài viết bà Sen chia sẻ trên mạng xã hội, các cháu đã phải chịu thiệt thòi về sức khỏe, về trí tuệ. Vậy mà bữa ăn cũng không được đầy đủ thịt cá, chất dinh dưỡng, cơm phở trộn với đậu phụ và trứng, kèm một ít thịt lợn xay là bữa ăn thường xuyên của các cháu. Biết đây cũng chẳng phải là chuyện của mình, nhưng vì lòng thương đối với các cháu mà tôi không thể không nói. Chính vì thế tôi lén chụp trộm hình ảnh bữa ăn của ngày gửi cho phụ huynh các cháu biết, với mong muốn trung tâm sẽ giúp kinh nghiệm và cải thiện bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các cháu. Theo lời kể, việc bà Sen gửi hình ảnh bữa ăn của trẻ cho phụ huynh đã bị bà Bùi Thị Đinh, giám đốc trung tâm Giang Sơn phát hiện. Ngày 3 tháng 1, bà Bùi Thị Đinh cùng bà Đặng Thị Nga, quản lý trung tâm Giang Sơn, đã gọi bà Sen lên văn phòng để đe dọa. Tại đây, bà Sen được yêu cầu ký tên vào biên bản nộp phạt 50 triệu đồng vì nói xấu là mất uy tín danh dự của trung tâm biên bản do bà Nga viết tay và được bà Đinh đóng dấu đỏ ở công ty Giang Sơn. Bà Sen kể, biết mình không có số tiền nộp phạt lên đến 50 triệu đồng. Tôi đã liên tục van xin, khóc lóc kể về hoàn cảnh của mình nhưng không được cô Đinh chấp thuận và ép tôi phải ký vào biên bản nộp phạt. Cả hai người này đều đe dọa nếu tôi không ký vào giấy thì sẽ bắt đi tù do nói số trung tâm. Vì quá sợ hãi về những lời lẽ đe dọa liên tục của cô Đinh và cô Nga, tôi bắt buộc phải ký tên vào biên bản nộp phạt. Họ còn tra hỏi trong tài khoản của tôi có bao nhiêu tiền để ép tôi nộp phạt trước một khoản tiền. Tài khoản của tôi lúc đó có hơn 10 triệu đồng, nhưng tôi đã nói dối là có 8 triệu vì muốn giữ lại 2 triệu để đóng tiền học, mua sữa và đồ ăn sáng cho con. Do quá sợ hãi, tôi luống cuống không biết chuyển khoản ra sao, nên cô Đinh đã lấy điện thoại của tôi, ép tôi nhập mật khẩu ứng dụng ngân hàng để thực hiện hành vi chuyển tiền trái ý muốn, không được sự đồng thuận của tôi. Khi vào được ứng dụng ngân hàng, biết được tổng số tiền trong tài khoản của tôi có, cô Đinh đã tự ý chuyển khoản 10 triệu đồng sang tài khoản cá nhân, chủ tài khoản Bùi Thị Đinh tại ngân hàng MB -Banh. Sáng ngày 24 tháng 1, trao đổi với phóng viên báo điện tử VTC News, bà sẽ xác nhận các nội dung trên là đúng và cho biết tới thời điểm hiện tại, trung tâm vẫn chưa hoàn trả số tiền 10 triệu đồng cho bà. Sau khi sự việc xảy ra, người thân của bà sẽ đã tới cơ quan công an trình báo vụ việc. Cơ quan chức năng đã vào việc xác minh làm rõ vụ việc nêu trên. Trả lời phóng viên VTC News qua điện thoại, bà Bùi Thị Đinh, giám đốc trung tâm Giang Sơn cho biết đang bận trong con ốm và sẽ thông tin lại sau. Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng trên các tỉnh thành đã đưa ra nhiều khuyến cáo đề phòng tội phạm giả danh cán bộ công an để lừa đảo, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân sập bẫy những chiêu trò này. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã bắt một đối tượng mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Qua ghi nhận, ngày 25 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng giả danh công an tên là Trần Thị Hạnh. Sinh năm 1984, ngụ tại xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 15 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố giác tội phạm của một người dân ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa. Tố cáo nữ quái này đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nạn nhân. Qua xác minh từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bước đầu, lực lượng chức năng xác định sự việc bắt đầu từ năm 2020, trong khi tham gia chương trình thiện nguyện tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, Trần Thị Hạnh đã quen biết chồng của nạn nhân. Thời điểm đó, do trong đoàn có nhiều cán bộ công an tham gia nên chồng nạn nhân nghĩ rằng Hạnh cũng đang công tác trong ngành công an. Chính vì vậy, khoảng đầu tháng 3 năm 2023, chồng của nạn nhân đã gọi điện cho Hạnh kể về việc vợ mình vừa bị lừa đảo qua mạng xã hội, mất số tiền 2,7 tỷ đồng và nhờ hạnh giúp đỡ truy tìm người gây án để đòi lại số tiền đã mất. đáng chú ý, mặc dù không phải công an, nhưng Trần Thị Hạnh vẫn nhận lời giúp đỡ, phải nói có thể điều tra lấy lại số tiền bị lừa trước đó cho nạn nhân. Sau đó, hạnh hướng dẫn nạn nhân viết đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan công an. Đồng thời, đối tượng này nói rằng sẽ tác động với các đơn vị chức năng để nhanh chóng bắt giữ đối tượng lừa đảo, lấy lại số tiền 2,7 tỷ đồng. Do tin tưởng vào uy tín của kẻ lừa đảo, gia đình nạn nhân đã nhiều lần đưa tiền cho Hạnh để lo việc với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 7 năm 2023, sau khi đã gửi rất nhiều tiền cho Hạnh nhưng không giải quyết được việc như đã hứa. Vợ chồng nạn nhân bắt đầu nghi ngờ Hạnh không phải là công an, thế nên đã liên tục gọi điện đòi Hạnh phải trả lại số tiền đó. Sự việc này kéo dài thêm 4 tháng, vào tháng 11 năm 2023, sau khi kiểm tra gia đình này mới biết hạnh không phải là cán bộ công an nên đã làm đơn gửi phòng cảnh sát hình sự công an thanh hóa để tố cáo hiện công an tỉnh thanh hóa đã và đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định